cô là cô Hồng Hạnh đến từ trường mầm non Sa Đỏ thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay cô đến đây cùng tham dự một hoạt động học cùng với lớp mình. Đầu tiên cô và lớp mình hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ban giám khảo và các cô. Hôm nay đến với lớp mình, cô thấy các mình rất ngoan và học rất giỏi, nên cô muốn dành tặng cho lớp chúng mình một câu chuyện vô cùng hấp dẫn có tên là Sự Tích Ngày và Đêm. Các con hãy lại gần đây với cô để cùng nghe cô kể chuyện nào. Okay.
để chơi được trò chơi thử thách của bé, cô sẽ dành tặng cho mỗi đội một bức tranh và một đồ đồ chơi, trong đó có chứa rất nhiều những bức ảnh nói về sự vật, hiện tượng tự nhiên và những hoạt động của con người diễn ra vào ban ngày và ban đêm. Các con hãy lắng nghe, quan sát và bằng sự hiểu biết của mình hãy lựa chọn những bức ảnh sao cho phù hợp để gắn vào bức tranh lớn cô sẽ dành tặng cho chúng mình. Và vì đây là nội dung cô chưa dạy các con bao giờ nên các con hãy thử trải nghiệm để cô xem sự hiểu biết của chúng mình về ngày và đêm như thế nào. Các con đã nhớ chưa? Không có thời gian dành cho chúng mình đó là một bản nhạc. Sau khi hết thúc bản nhạc thì mỗi đội hãy cử cho cô một bạn đại diện lên giới thiệu về bức tranh của đội mình. Còn tất cả các con hãy cùng kiểm tra các bạn. Các con nhớ chưa? Và ngay bây giờ cô xin mời đại diện của ba đội lên nhận tranh và nhận rồi con tranh nào. Cô xin mời các con. Mời con. Sau khi bạn đội trưởng mang được tranh về thì chúng mình hãy mở luôn tranh ra để cả tổ mình cùng thảo luận và khám phá nhé. À, cô đi rồi chưa? Rồi. Rồi chúng mình sẽ chơi lại để con giúp này. Rồi. Chúng mình ngồi ra một nào. Các bạn nói nào? Đúng rồi, thế không?
chọn được những bức tranh để gắn vào bức tranh lớn 3 ngày rồi mình đã lựa chọn đấy. Các con ơi, các con hãy nói lại cho cô giáo nghe. Đây là hình ảnh gì? Thank you.
thể nhìn thấy mặt trăng và những vì sao được đâu. Và những đêm đó thì không gian sẽ càng tối hơn. Vậy cô đố chúng mình biết, vào những đêm tối như thế thì chúng mình làm gì để có thể nhìn rõ được mọi người, mọi vật nhỉ? Thank you.
trên trái đất rất cần thiết cho con người, con vật và cây xanh. Ban ngày và ban đêm thì được lặp lại hàng ngày và hỗ trợ cho nhau. Nếu thời gian ban ngày là để hoạt động thì thời gian ban đêm sẽ là thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng cũng có một số ngành nghề trong xã hội như là nghề bác sĩ, nghề lao công thì các cô các bác sẽ phải làm việc thêm vào ban đêm để đảm bảo công việc đấy. Nhưng mà còn nhiệm vụ của chúng mình đó chính là đi ngủ thật đúng giờ, thật đủ giấc để có một sức khỏe tốt nhất. Các bạn nhớ chưa? Yeah.
chiếc ghế thể dục nhá. Nên chúng mình sẽ không để cái ghế đấy không. Đội mặt trăng ơi, mặt trăng ơi. À, con chưa nghe thấy. Không ạ. Rất là giỏi. Vậy là chúng mình đã đứng thành ba hàng rồi. Và việc đầu tiên để chơi được trò chơi thứ hai của cô được tên là đội nào nhanh hơn thì cô cần tới ba chiếc ghế thể dục. Cô sẽ tay giúp chúng mình một cái, còn hai cái ở hai bên. Các bạn tay giúp cô nào. Bạn tay giúp cô.
vì chúng mình đang còn nhỏ nên hãy dậy đúng giờ, đi ngủ đúng giờ và đủ giấc để có sức khỏe tốt nhất để học tập và vui chơi.